Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt chiến tranh và xung đột. Tại Vương cung Thánh đường Saint Peter, Giáo hoàng Francis đã chủ sự thánh lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 12. Đây là lần đầu tiên sự kiện này có sự tham dự của khoảng 7.000 tín hữu sau vài năm bị hạn chế vì đại dịch COVID-19. Trong bài thuyết giảng đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt chiến tranh, xung đột, nhắc lại sự chào đời của Chúa Giê-xu. Giáo hoàng đúc kết bài học từ sự khiêm nhường, phê phán những người tham lam, chạy theo của cải và quyền lực. Theo Giáo hoàng Francis, khắp nơi trên thế giới đã chứng kiến xung đột và ở nhiều nơi, nhân phẩm và tự do của con người vẫn còn bị coi rẻ. Nạn nhân của lòng tham vẫn là những yếu đuối và dễ bị tổn thương. Giáo hoàng kêu gọi mọi người hãy can đảm, đừng để bản thân bị khuất phục bởi sự sợ hãi, cam chịu hay nản lòng. Giáo hoàng không quên nhắc nhở mọi người đừng để Giáng sinh này trôi qua mà không làm điều gì tốt đẹp. Khoảng 4.000 người khác có mặt trên quảng trường bên ngoài thánh đường để kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh trong một đêm thời tiết tương đối ấm áp. Ước vọng hòa bình vẫn là điều mà nhiều tín hữu mong chờ nhất trong đêm Giáng sinh năm nay. Tôi cảm thấy có vẻ như cả thế giới này đều lo lắng về chiến tranh và khủng hoảng, nhưng Giáng sinh luôn mang lại cho chúng ta hy vọng và đây là điều mà chúng ta mong đợi nhất. Tình yêu của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh để vươn lên. Trên tất cả, những điều này là cầu chúc một năm mới 2023 với nhiều điều tốt đẹp. Một người dân có mặt tại quảng trường bên ngoài thánh đường Saint Peter chia sẻ. Chúng tôi hy vọng đó sẽ là một đêm Giáng sinh tuyệt vời, mọi người sẽ hiểu rõ cần hòa bình trên thế giới này chứ không phải là những cuộc chiến tranh thảm khốc. Chúng tôi hy vọng Đức Thánh Cha sẽ ban phước lành cho chúng tôi, để mọi người đều được hạnh phúc và mãn nguyện, một tín hữu cho biết. Uy lực khủng khiếp của các tên lửa siêu thanh không thể đánh chặn Nga lần đầu sử dụng ở Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã lần đầu tiên sử dụng các tên lửa siêu thanh mới trong tác chiến, bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Kinza và tên lửa hành trình 3M22 Zircon được phóng từ tàu vốn không thể bị các hệ thống phòng không Ukraine phát hiện và đánh chặn, tạp chí Army Reconnaissance cho biết. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Đại tướng Valery Gerasimov mới đây xác nhận hệ thống tên lửa siêu thanh Kinza KH-47M2 tham gia chiến đấu ở Ukraine đã chứng tỏ hiệu quả cao và khả năng bất khả xâm phạm đối với các hệ thống phòng không được triển khai ở nước này. Một số quốc gia đang phát triển vũ khí siêu thanh bay với tốc độ ít nhất là Mach 5 gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Có hai loại vũ khí siêu thanh chính bao gồm phương tiện lượn siêu thanh và tên lửa hành trình siêu thanh. Nga đã tiến hành nghiên cứu về công nghệ vũ khí siêu thanh từ những năm 1980 khi nước này tăng cường nỗ lực đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở cả Mỹ và châu Âu, cũng như để đáp trả việc Washington rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 2001. Nga đã phát triển 3 loại vũ khí siêu thanh bao gồm Avangard, 3M2 Tiscon, còn có tên gọi khác là Zircon và KH-47M2 Kinza. Avangard là phương tiện lướt siêu thanh HGV có thể được tích hợp vào các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, RS-18B UR-100 UTT KH, SS-19, R-36M2 và RS-28 Samad sử dụng HGV, các tên lửa đạt được tầm bắn hiệu quả không giới hạn. Avangard đã được thử nghiệm thành công 2 lần vào năm 2016 và 1 lần vào tháng 12 năm 2018. HVG này được cho là đạt tốc độ Mach 20. Trích dẫn một nguồn tin của Nga, phương tiện bay siêu thanh Avangard có khả năng bay xuyên qua lớp dày đặc của bầu khí quyển với tốc độ siêu thanh lên tới Mach 27, khoảng 32.000 km/h, thực hiện các thao tác định hướng và độ cao cũng như vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Tốc độ cao của Avangard có khả năng mang lại cho nó các đặc tính xuyên mục tiêu tốt hơn nhiều so với các tên lửa hành trình cận âm nhẹ hơn. Avangard nặng khoảng 2.000 kg. Việc di chuyển với tốc độ Mach 20 đến 27 mang lại cho nó động năng tương đương 17,5 tấn TNT. Trong khi đó, tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ tàu Tiscon hoặc 3M22 Zircon có khả năng di chuyển với tốc độ từ Mach 6 đến Mach 8. Tên lửa này có khả năng tấn công cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển. Zircon có tầm bắn ước tính từ 250 km đến 500 km ở tầm thấp và lên tới 400 đến 740 km ở quỹ đạo bán đạn đạo. Tầm bắn trung bình của tên lửa trong khoảng 400 đến 450 km. Theo truyền thông Nga, tầm bắn xa nhất Zircon có thể đạt được là 1.000 km. Một số nguồn tin thân cận thậm chí còn khẳng định tầm bắn của tên lửa có thể đạt tới 1.000 đến 2.000 km, tùy thuộc vào mục tiêu. Tên lửa siêu thanh Zircon được trang bị đầu đạn có trọng lượng từ 300 đến 400 kg. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu đã thông báo về việc chuyển giao tên lửa siêu thanh Zircon đầu tiên cho Hải quân Nga.
Ông Sergei Shoigu cho biết, tàu khu trục đô đốc Groskop với hệ thống tên lửa siêu vật âm Zircon hàng đầu đang trải qua những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi ra khơi thực hiện nhiệm vụ trên đại dương. Cuối cùng là tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinza KH-47M2 vốn được sửa đổi từ tên lửa Iskander. Nga được cho là đã bắn Kinza từ một máy bay đánh chặn MiG-31 vào mục tiêu ở Ukraine và cũng có kế hoạch triển khai tên lửa này trên máy bay chiến đấu tấn công tầm xa Su-34 và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3. Kinza được sử dụng lần đầu tiên trong chiến dịch quân sự ở Ukraine để phá hủy một kho đạn dược và tên lửa khổng lồ của lực lượng vũ trang Ukraine. Tại khu định cư Deliantin ở vùng Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine, kho đạn dược này trước đây từng là kho chứa vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Tốc độ cao của Kinza đã giúp tên lửa này có khả năng xuyên mục tiêu tốt hơn so với các tên lửa hành trình nhẹ hơn, chậm hơn, với khả năng cơ động tiên tiến, độ chính xác cao và tốc độ siêu thanh. Một số chuyên gia vũ khí đặt cho Kinza cái tên là sát thủ tàu sân bay, do nó được cho là có khả năng vô hiệu hóa và thậm chí là đánh chìm siêu tàu sân bay 100.000 tấn chỉ bằng một đòn duy nhất. Kinza có khối lượng 2.000 kg với tốc độ Mach 12. Sức công phá của tên lửa Kinza tương đương với 4.000 kg thuốc nổ TNT. Báo Nga, Mỹ không mất gì mà được mọi thứ khi kéo dài xung đột Ukraine. Đối với Mỹ, Ukraine là một loại tàu sân bay không thể chìm, đi kèm với khả năng vô tận, theo đánh giá của chuyên gia Nga. Viết trên RT, ông Fyodor Likyanov, tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, chủ tịch đoàn chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng, giám đốc nghiên cứu của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Vandai cho biết, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực sự có thể là một cột mốc quan trọng đối với khuôn khổ an ninh châu Âu. Một bài báo gần đây của nhà ngoại giao kỳ cựu người Mỹ gốc Đức, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, đã đưa ra một quan điểm mới khi ông tuyên bố rằng tình trạng trung lập của Ukraine không còn có thể đóng vai trò là một chủ đề để đàm phán vì chủ đề này không còn phù hợp nữa. Ukraine đang hình thành một lực lượng vũ trang hùng mạnh và có năng lực, được sự hỗ trợ tích cực của phương Tây, chủ yếu là Mỹ. Vì vậy, tình trạng chính thức của nước này, dù có phải là thành viên của NATO hay không, không còn quan trọng nữa. Ukraine là đồng minh quân sự trên thực tế, nếu không muốn nói là hợp pháp của Mỹ. Ngoài ra, Ukraine còn có kinh nghiệm thực tế trong cuộc đối đầu trực tiếp quy mô lớn với Nga. Theo ông Lukyanov, đối với Mỹ, việc Ukraine ở bên ngoài liên minh chính thức thậm chí còn thoải mái hơn vì có thể mở rộng không gian cho hành động chính trị, quân sự. Không có cam kết pháp lý nào, mức độ và quy mô hỗ trợ có thể thay đổi tùy theo tình hình tại bất kỳ thời điểm nào và mức độ trung thành của Kiev với Washington với tư cách là người bảo lãnh chính về các nguồn lực có thể vượt xa cả mức độ mà Ba Lan hoặc các quốc gia vùng vịnh thể hiện. Mức độ phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài cũng vậy. Ukraine giống như Ba Lan và các nước vùng Baltic có thể sẽ ngày càng mất lòng tin vào lục địa Tây Âu, vì Kiev sẽ diễn giải những mâu thuẫn nội bộ không thể tránh khỏi của mình như một mong muốn ngầm làm hòa với Nga. Mỹ không mất gì mà được mọi thứ khi kéo dài xung đột Ukraine, ông Lukyanov viết. Đối với Mỹ, tàu sân bay không thể chìm trên đất liền này sẽ rất hữu ích. Một vệ tinh trung thành và được huấn luyện như vậy sẽ mở ra nhiều cơ hội. Cấu hình lãnh thổ của Ukraine trong bối cảnh này không quan trọng đối với Washington. Hơn nữa, việc duy trì một phần lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận dưới sự kiểm soát của Nga càng củng cố thêm xung đột và là lý do để tiếp tục chiến đấu. Để đạt được mục tiêu này, Ukraine cần được trang bị và huấn luyện, nhưng tất cả những mong muốn của Kiev không nhất thiết phải được đáp ứng. Đối với việc chuẩn bị lực lượng, điều quan trọng đối với Washington là tăng cường khả năng của Kiev để bất kỳ giai đoạn tiếp theo nào của cuộc đối đầu có thể tiếp tục mà không có sự tham gia trực tiếp của các đơn vị Mỹ và NATO. Đây là một điểm rất quan trọng. Về nguyên tắc, kế hoạch này khá hợp lý. Không có gì đảm bảo rằng kế hoạch hiệu quả bởi vì Nga có quyền ngăn chặn ngay cả khi cho đến nay điều này vẫn chưa được nhìn thấy rõ ràng, nhưng có rất ít rủi ro đối với Mỹ. Và hệ thống an ninh của châu Âu theo yêu cầu thay đổi của Nga một năm trước nếu quay trở lại chương trình nghị sự sẽ ở trong những hoàn cảnh rất khác. Các cách tiếp cận và yêu cầu cũ sẽ không còn được áp dụng. Nga vạch kế hoạch hợp lực với đồng minh chủ chốt. Một nhà ngoại giao cấp cao giải thích rằng nhóm quân sự Nga-Belarus được thành lập để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm ẩn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết lực lượng quân sự chung Nga-Belarus chỉ thực hiện vai trò phòng thủ. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ mọi suy đoán rằng nó có thể được triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu với RIA Novosti, ông Galuzin lưu ý rằng nhiệm vụ của nhóm quân đội chung Nga-Belarus nếu cần thiết là chống lại kẻ có chủ ý xâm lược nếu lãnh thổ của đồng minh Belarus của chúng tôi bị xâm chiếm. Đồng thời, ông nói thêm, không đúng khi đưa ra câu hỏi liên quan đến khả năng sử dụng lực lượng này trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Nhà ngoại giao lưu ý rằng theo học thuyết quân sự của nhà nước Liên minh Nga và Belarus, nếu một quốc gia thành viên bị tấn công, một động thái như vậy sẽ được coi là một cuộc xâm lược chống lại toàn bộ tổ chức. Ông nói thêm, các biện pháp đáp trả liên quan trong trường hợp này vẫn tùy thuộc vào các quyết định của giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga và Belarus. Lực lượng chung được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố lần đầu tiên vào đầu tháng 10 với lý do NATO gia tăng hoạt động quân sự tại biên giới nước này. Lực lượng này được cho là khoảng gồm 9.000 quân Nga với khoảng 70.000 quân nhân Belarus chiếm phần lớn lực lượng. Đầu tháng này, Tổng thống Belarus nói rằng quân đội hai nước đang huấn luyện như một lực lượng duy nhất, một đội quân duy nhất. Minsk cũng đã nhiều lần cáo buộc nước láng giềng Ukraine có ý định khiêu khích và chuẩn bị kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào Belarus, điều mà Kiev đã kịch liệt phủ nhận. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Alexander Lukashenko tại Minsk. Theo đó, hai quốc gia đồng minh sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung để tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội. Ông cũng cân nhắc rằng Nga hoàn toàn không có kế hoạch hay lợi ích nào trong việc nuốt chửng Belarus, đồng thời nói thêm rằng Moscow chỉ có ý định thúc đẩy hội nhập kinh tế với Minsk. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi thông điệp sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan xung đột Ukraine, nhưng cho rằng chính Kiev và phương Tây đã khước từ cơ hội đó. Chúng ta sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan về giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều đó tùy thuộc vào họ. Chúng ta không phải là những người từ chối đàm phán, mà chính họ là bên đã làm như vậy, ông Putin nói với truyền hình nhà nước Nga trong một cuộc phỏng vấn ngày 25 tháng 12. Cuộc phỏng vấn được phát không lâu sau khi còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine trong ngày 25 tháng 12. Giới chức Ukraine xác nhận đây là biện pháp phòng hờ sau khi họ phát hiện các máy bay Nga đang lao tới Ukraine từ Belarus. Tiếng còi chỉ chấm dứt sau khi các máy bay này quay về căn cứ và không có đợt không kích nào sau đó. Máy bay Nga thường xuyên xuất hiện trên màn hình radar Ukraine trong mấy ngày qua. Khi được hỏi về hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ sắp chuyển cho Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố, chắc chắn 100% Nga sẽ phá hủy hệ thống này, đồng thời cáo buộc phương Tây đang muốn chia cắt Liên bang Nga. Ông tiếp tục bảo vệ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhấn mạnh nước Nga đang làm đúng và không có lựa chọn nào khác để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như nhân dân của mình. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga bắn tín hiệu đàm phán trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 10. Hôm 22 tháng 12, Tổng thống Putin đã phát đi thông điệp mạnh mẽ, trong đó nhấn mạnh ông muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine bằng đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phản ứng bằng thái độ ngờ vực, cho rằng Moscow không xem trọng chuyện đàm phán. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, cũng tuyên bố Tổng thống Joe Biden sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga, nhưng khi và chỉ khi ông Putin nghiêm túc ngồi xuống với Ukraine cùng các đồng minh khác. Trên thực tế, ngay giữa các nước phương Tây cũng đã có những ý kiến trái chiều về một cuộc chiến ở Ukraine. Phe Dân Chủ đang kiểm soát Hạ viện và Thượng viện ở Mỹ đã tăng tốc phê chuẩn các gói viện trợ cho Ukraine do lo sợ phe Cộng Hòa có thể chấm dứt hoặc là thu hẹp sự ủng hộ Kiev khi kiểm soát Hạ viện từ tháng 1 năm 2023. Điện Kremlin đã tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở Ukraine, trong khi Kiev nói rằng họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mọi binh sĩ Nga bị trục xuất khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh mở chiến dịch quân sự tấn công Ukraine, và theo ông Putin là nhằm mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa. Ngay lập tức, lực lượng Nga đồng loạt tập kích tên lửa vào Kiev, Kramatorsk, Kharkov, Odessa, Mariupol và nhiều thành phố khác tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó cảnh báo toàn châu Âu đang đứng trên bờ vực của cuộc chiến có thể thiêu rụi mọi thứ. Trái với những dự đoán rằng Nga sẽ đánh nhanh, thắng nhanh, chiến dịch đã vấp phải kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine, khiến cuộc xung đột kéo dài suốt 10 tháng qua khi Mỹ và các nước phương Tây đã và đang liên tục cung cấp các gói viện trợ quân sự, tài chính cho Kiev. Và đây cũng là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tính đến tháng 12 năm 2022, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã xác nhận gần 6.800 dân thường thiệt mạng ở Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Còn nước láng giềng Ba Lan
đã chứng kiến khoảng 8 triệu lượt người tị nạn qua biên giới từ Ukraine. Tác động từ cuộc xung đột lớn nhất thế giới hiện nay đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt khi Moscow siết chặt nguồn cung cho phương Tây để đáp trả lại những lệnh trừng phạt nhắm vào họ. Trước những hậu quả nặng nề từ cuộc xung đột, ngày 22 tháng 12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine. Liệu đây có được xem là một tín hiệu đáng mừng, mở ra hy vọng mang lại hòa bình tại Ukraine ngay trong năm 2023? Bên cạnh cuộc xung đột Nga-Ukraine, năm 2022, những từ khóa như Biển Đông, bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan cũng khiến thế giới nóng lên khi Triều Tiên đã gia tăng tần suất các vụ phóng thử tên lửa và bắn đạn pháo, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh Mỹ, Nhật, Hàn liên tục tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn. Hay chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan đầu tháng 8 cũng khiến quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua một năm thì những xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang, đặc biệt từ khi mà Nga đã sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine và gia tăng bắn phá các hạ tầng của nước này thì những xung đột này càng trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây vẫn đang tiếp tục cung cấp những vũ khí để bổ sung cho Ukraine trong cuộc xung đột này. Cùng bên cạnh đó thì một trong những cái lo ngại khác đó là xuất hiện một Ukraine ở vùng Đông Á. Và những cái quan điểm của Việt Nam về những cuộc xung đột này trong năm 2022 ra sao? Thì ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn Thượng tướng đã nhận lời tham gia phỏng vấn trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, ngày hôm nay thì chúng ta đang nhắc tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang và căng thẳng. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào về cuộc xung đột này ạ? Cách đây gần một năm, khi mà thế giới ngỡ ngàng trước những tiếng súng đầu tiên nổ ra và sau đó là cái cuộc xung đột hay là gọi là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, thì có nhiều cái dự báo khác nhau. Nhưng mà khi đó thì tôi vẫn cho rằng là cái cuộc chiến tranh này không có kẻ thắng người thua và sẽ là kéo dài. Vậy thì ai là người thiệt thòi? Thứ nhất là những người dân của cái khu vực xung đột, chiến tranh cả của Nga lẫn Ukraine và những nước lân cận là thiệt thòi đầu tiên, đặc biệt là những em nhỏ và những người già. Thứ hai là tình hình khu vực châu Âu nói riêng và thế giới nói chung là cái cuộc xung đột Nga-Ukraine nó đóng góp thêm vào cái sự bất ổn của thế giới vốn đang bất ổn và làm cho các vấn đề về chính trị, về kinh tế, về thương mại nó ảnh hưởng tiêu cực. Và như vậy, nhìn lại một cái đại cục như vậy thì rõ ràng là cái cuộc xung đột này đem lại cái ảnh hưởng tiêu cực cho những người trực tiếp tham gia cũng như là cộng đồng quốc tế. Khi đó thì cũng có nhiều dự báo về các cái diễn biến. Thế nhưng mà bây giờ thì mùa đông nó lại đến rồi. Và chúng ta thấy rằng trong những ngày qua ở Moscow hay ở Kiev, các thành phố của Ukraine thì tuyết rơi rất nhiều. Cái thời tiết khắc nghiệt của năm nay nó lại cộng hưởng vào cái tình trạng chiến tranh. Chúng ta hãy hình dung âm 10, 20 độ, tuyết rơi như vậy, không có điện, không có sưởi, không có nước nóng, thì người dân khổ 1, thêm khổ 10. Và như vậy thì là cái cuộc xung đột này nó thực sự đã trở thành một cái ung nhọt giữa lòng châu Âu. Vâng, như ông vừa phân tích thì rõ ràng những xung đột này có khả năng sẽ còn tiếp tục kéo dài và căng thẳng hơn nữa. Vậy thì theo Thượng tướng thì cuộc xung đột này sẽ kéo dài đến khi nào? Đến thời điểm này thì nhìn chung mọi người đều phải thừa nhận là cuộc chiến tranh này sẽ còn kéo dài. Và đến khi mà ngã ngũ thì cũng sẽ không biết ai thắng ai thua. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là cái xu hướng sắp tới nó sẽ xấu đi. Xấu đi ở chỗ nào? Chúng ta nhìn lại 10 tháng về trước thì cái xung đột Nga-Ukraine nó như là cái bệnh cấp tính ấy. Nó rất là nóng, nó rất là nguy hiểm và mọi người rất là chú ý. Còn bây giờ không khéo nó sẽ trở thành bệnh mãn tính. Bệnh mãn tính tức là rất là khó chữa. Và bên cạnh đó nó kéo theo rất nhiều các cái bệnh khác, kéo theo cả cái cơ thể của châu Âu nó yếu đi.
và nói chung là tình hình thế giới nó xấu đi. Cái sự kéo dài của cái cuộc xung đột ấy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những nước trực tiếp tham gia đương nhiên, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cả khu vực châu Âu và thế giới. Và cái mong muốn chung bây giờ là cần phải tìm cách nào đó để mà ngừng bắn. Và như tôi cũng đã nói cái đây gần 10 tháng là sẽ không bên nào thắng, vậy thì cũng không bên nào chịu thua. Thì bây giờ giải pháp nào để mà ngừng bắn mà không bên nào là kẻ thua cả? Thì cái đó không phải là việc của chúng ta, mà là việc của những người trực tiếp tham gia. Nhưng có lẽ cộng đồng quốc tế là có trách nhiệm, là có tiếng nói nhiều hơn cho cái tiếng nói hòa bình ở Ukraine. Tôi muốn nói đây là xung đột của Nga và Ukraine, nhưng mà nhân dân thì phải nói là chịu chiến tranh là Ukraine. Thì tôi nghĩ rằng là thế giới có cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về hòa bình ở Ukraine. Vâng, hiện nay các cuộc đàm phán vẫn đang trong tình trạng bế tắc và chưa có dấu hiệu được nối lại. Trong khi đó thì có rất nhiều ý kiến cho rằng việc để kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì không phụ thuộc vào nước này mà đang phụ thuộc chủ yếu vào Mỹ và các nước phương Tây. Còn quan điểm của ông thì sao ạ? Rõ ràng trong cái bối cảnh đó thì cả những nước tham gia chiến tranh, xung đột và cả những nước đứng đằng sau, suối bẩy, viện trợ, có thể nói công khai, nhưng cũng có những nước bí mật. Có những nước người ta giấu bàn tay của người ta. Người ta không đưa bàn tay ra, nhưng người ta cũng là suối bên này bên kia để người ta hưởng lợi. Thì cần phải có trách nhiệm hơn trong cái sứ mệnh hòa bình ở Ukraine. Và chỉ có như thế thì hòa bình mới được phản hồi. Nếu nhìn lại các cái cuộc chiến tranh trước đây ấy, thì cái việc mà giữa Nga và Ukraine ngồi và đàm phán với nhau, tôi cá nhân tôi cho rằng là khó. Nhưng mà những cái ông lớn đứng đằng sau ấy, mà đi đêm với nhau ấy, họ bàn với nhau về lợi ích, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó hy vọng là sẽ đem lại một cái cửa, một cái lối đi cho hòa bình ở Ukraine. Thực ra một điều thật đáng buồn, tôi là người rất yêu nước Nga, mà để khi nó nói rằng là người ta nói rằng là Nga và Ukraine là không thể nào mà có thể thuyết phục được những người xung quanh thì rất là đáng buồn cho một cái cường quốc như nước Nga. Và tôi nghĩ, tôi hy vọng là nước Nga hãy tự nhìn lấy cái tự trọng của một cái nước lớn như mình để mà tìm một giải pháp trong danh dự, nhưng không để nước khác quyết định vận mệnh của mình. Cái điều ấy tôi nói như một cái nhà phân tích, và tôi hoàn toàn chủ khách quan đứng bên ngoài với một cái tình cảm với nước Nga, thì tôi thấy là thật là kỳ lạ. Việt Nam ta cái này đúng 50 năm, cũng dịp năm 72 cái này đúng 50 năm. Mỹ, Trung Quốc, Nga và các thế lực khác đàm phán với Việt Nam như thế nào? Nhưng Việt Nam chúng ta là nước nhỏ, chúng ta tự quyết định là vận mệnh của mình. Chúng ta không để các nước lớn đàm phán trên lưng mình. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn có nói là việc của Việt Nam thì sang Hà Nội mà bàn, các anh đừng có bàn ở nước ngoài. Thế thì thật là đáng tiếc cho một cái nước Nga là cái cường quốc, mà lại nếu mà để cho các nước khác bàn về hòa bình chiến tranh trên không có mặt mình, điều là rất là đáng buồn. Và tôi nghĩ là, và tôi hy vọng rằng là nước Nga với một cái cường quốc, với tư cách một cường quốc, với một cái uy tín có hàng gần cả trăm năm nay, hơn trăm năm rồi, có thể nói là từ Thế chiến thứ nhất rồi đến cách mạng tháng 10 cho đến nay hơn trăm năm, một cái nước Liên Xô vĩ đại như thế, và bây giờ là nước Nga, tôi nghĩ là họ sẽ tìm được lối đi để tìm được hòa bình và tìm được danh dự của nước Nga. Vâng, như ông vừa phân tích thì rõ ràng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ còn mất rất nhiều thời gian để có thể kết thúc. Và cũng có rất nhiều những ý kiến và chuyên gia lo ngại rằng là cuộc xung đột này nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ có nguy cơ xảy ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, hay thậm chí là nhiều lo ngại sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân, thậm chí là cả Thế chiến thứ ba. Ông có bình luận gì về những lo lắng này? Tôi cho rằng những cái khả năng xấu như là chiến tranh lan rộng, cái đối đầu trực tiếp giữa Nga-Mỹ, Nga-NATO, rồi có thể chiến tranh hạt nhân ở các mức độ khác nhau, và thậm chí Thế chiến 3, thì các em nó nằm ngoài cái chương trình nghị sự của những người tham gia xung đột. Tôi nghĩ là như vậy. Không ai muốn cả. Và nếu những chuyện đấy xảy ra thì đúng là lúc ấy thì tất cả đều thua hết, chứ không chỉ là những người tham gia cuộc chiến. Tuy nhiên trong chiến tranh và xung đột nó có một cái khái niệm là mất kiểm soát. Mặc dù không ai muốn,
Nhưng mà cũng không ai chịu lùi, không ai thực tâm muốn tìm một đường hòa bình. Thì chiến tranh nó mặc nhiên, nó cộng hưởng với nhau, nó cứ va đập nhau và nó lên cao, sẽ đến một tình trạng là mất kiểm soát. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, tất nhiên bắt đầu nguồn từ tham vọng của những cái nước có ý đồ xâm lược và những nước lớn. Nhưng nó lan rộng thành thế chiến và nó đã giết hại hàng chục triệu người là chính nhờ vì cái mất kiểm soát đó. Nằm ngoài ý định của tất cả những người chơi và nó cứ thế nó phát triển. Với tình hình này, như tôi nói lúc đầu, là căn bệnh cấp tính nó trở thành bản tính và nó không còn là chỉ là quân sự nữa. Nó là chính trị, nó là kinh tế, nó là văn hóa, nó là rất nhiều vấn đề. Thì mất kiểm soát nó có thể xảy ra. Và khi đó thì tôi không thể dự báo được nó là cái gì. Có điều là người chết là vô số kể. Và cái khủng hoảng toàn diện trên thế giới đương nhiên là sẽ diễn ra. Còn cái nguy cơ mà hạt nhân toàn diện để hủy diệt trái đất thì tôi không có gì để mà nói nữa. Nhưng mà tôi cho rằng các nhà hoạch định chính sách, mặc dù nước họ có mạnh đến mấy, họ mặc dù họ có những cái bộ óc vĩ đại bao nhiêu, thì họ cũng nên nhớ rằng có những cái quy luật nằm ngoài cái dự kiến, cái đầu óc, cái kế hoạch của con người.